lửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chúng cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời lặng cả non sông. Tình yêu chan chưa trên hoàng dù, không thể yêu riêng khách ma hồng. Nếu khách ma hồng muốn được yêu, thì trong tâm chi hài xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loài, sẽ gặp tình ta trong khói yêu. Ta đã mang một khối tình dường như thể hài với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lặng chung sinh. Nam mô Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn đồng đạo Nguyễn Thành Thiện đã diễn ngâm lại bài Tình Yêu Nhân Loại. Chỉ có 12 câu thi mà nói lên cả một cái ý nghĩa và bao gồm một cái tình thương bao la và rộng lớn của một đấng cha lành đối với các con và với một vị Phật đối với tất cả chúng sanh. Bởi vì tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Với tác phẩm này đã được lan rộng khắp năm châu thế giới và người ta biết được Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, đó chính là bài Tình Yêu Nhân Loại. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn đã nghe lại cái bài này để cho tất cả các con tim ngồi ở dưới phía dưới á, ai cũng phải rung động. Và để diễn biến theo chương trình thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời tu sĩ Nguyễn Văn Hường đến từ Long Thuận sẽ đến đây gặp gỡ và trao đổi cùng tất cả quý cô bác và anh chị em mình trong một khoảng tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng ta ráng ủng hộ cho đến 6 giờ rưỡi nha. Và trước khi Úc Hường đến đây gặp gỡ cô bác và anh chị em mình thì mong quý vị mình ủng hộ cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sơn Phật. Thì lời nói đầu tiên của Đại Hường trong buổi sáng hôm nay được hội ngộ tất cả quý cô bác anh chị em đồng đạo trong cái đạo tràng Phật Pháp. Chúng tôi xin lễ phép cúi đầu kính chào tất cả quý vị đang có mặt trong đạo tràng kính mến. Kính thưa quý vị đại diện cho hai phái đoàn An Giang và Đồng Tháp, cũng như tất cả quý đồng đạo, quý bà con đồng hành cùng với đoàn. Hôm nay chúng ta hai đoàn nhập lại là trên dưới khoảng 150 vị. Cũng như kính thưa quý bà con đi những phái đoàn riêng lẻ, chúng ta cũng được cộng tác vào trong cái đạo tràng hôm nay. Thì thưa quý vị, hôm nay tức là cái ngày 14 tháng 10 niên Canh Tý. Nói theo dương lịch thì hôm nay là thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020. Thì thưa cô bác anh chị em, sau khi chúng ta lên đây hồi ngày hôm qua, sau khi cái tuyến đường Đăng Sơn Hạ Dốc trải qua từ gia đình chúng ta lên tới Lương Phi, Ba Chúc dự lễ của Đức Bổn Sư kỷ niệm lần thứ 130, tức là Đức Bổn Sư viên tịch năm Canh Dần năm 1890, đến hôm nay là năm 2020, tức là 130 năm, tức là kỷ niệm lần thứ 130. Sau khi dự lễ dỗ xong thì tất cả quý vị chúng ta trở về núi Cấm, lên tá túc tại ban trị sự Phật giáo Hảo xã An Hảo, qua nhiều phương tiện, có người thì đi xe, có người thì lội bộ. Người qua cô bác mình ai lội bộ xuôi tay xuống coi quý vị. Ai cũng lội bộ hết trơn hả? Dạ. Sao ngày qua con đi con thấy có mấy người à? Chắc tôi đi xe đặng mà lấy le hơn đi bộ. Còn mấy người đi bộ nói đi bộ cho ngộ hơn đi xe. Ngộ đâu không thấy, lên tới đây đổi tướng trơn. Dạ. Thì thưa quý vị, tức là sau cái tuyến đường Đăng Sơn Hạ Dốc chúng ta cũng rất là mệt mỏi. Hôm qua thì chúng ta được nghỉ ngơi, cũng như chắc tối thì cũng có cái chương trình chia sẻ Phật Pháp. Và theo như cái lịch thường xuyên thì buổi sáng hôm nay thì con sẽ được ban tổ chức, quý vị trong đoàn sắp xếp để có thời gian trao đổi và chia sẻ cùng tất cả cô bác mình một vài lời Phật Pháp. Thì như Đại Lo đã thông báo đó, chương trình chúng ta hôm nay thì mình diễn ra nó hơi trễ, tức là thường là 4 giờ chúng ta đã vào chương trình cúng lại niệm Phật, rồi tới gần mình trao đổi là trước 5 giờ. Nhưng mà do cái vấn đề là sáng nay điện nó trục trặc, phải sửa tới sửa lui rất là nhiều lần. Tưởng đâu sáng nay mình không có điện để mà sinh hoạt luôn đó. Nhưng mà nhờ trong đoàn mình cũng có nhiều vị cũng rất là giỏi, như đại thiện này kia nó cũng biết làm bên điện, cho nên cuối cùng mình cũng có được âm thanh ánh sáng. Chứ tưởng đâu sáng nay không có truyền thanh mà cũng không có truyền hình nữa. Vậy có mừng không quý vị? Mừng cho anh chàng phó tay. Yeah. Cho nên cái chương trình chúng ta là phải trễ lại là gần hơn nửa tiếng đồng hồ. Do vậy thì theo cái thời gian là 6 giờ là chúng ta dừng. Nhưng mà bữa nay thì cô bác mình quan hỷ là mình trễ một chút, có thể 6 giờ rưỡi 40 gì đó mình mới xong cái buổi đạo tràng. Thì Phật Pháp đó quý vị, chúng ta không trao đổi thì thôi, nhưng mà nếu chúng ta đã đưa ra một cái chương trình trao đổi Phật Pháp thì chính con và tất cả quý vị chúng ta cũng phải trân trọng, và chúng ta phải giữ cho cái đạo tràng mình trang nghiêm từ cái giờ đầu cho tới cái giờ cuối. Như thế chúng ta mới làm cho thầy vui dạ quý vị. Chứ bây giờ mình nói nói đi mà hồi cái người nói người đi, phải không? Vậy cái ông nói ông nhìn xuống thấy hội trường thưa hết, ông không biết gì nói luôn, thôi ông cũng đi luôn. Cho nên hồi lúc giấc chiều đó con thấy lúc đầu mới vô á, cúng cũng đông nghẹt gì nè. Nói tới chừng nửa buổi trở lên bắt đầu lúa nó sập. Hồi con thấy tới chừng cuối cùng điếm tới điếm lui chừng 20 vị à. Là 20 này cũng gồng găng dữ lắm, ngồi đấm lưng mấy lần đó. Thì thôi ngày hôm qua thì mình thông cảm, là bởi vì nhất là những cô bác lớn tuổi ngày qua đi cả ngày rồi, phải không quý vị? Phật Pháp thì vô biên mà sức khỏe thời gian có hạn, ngồi mà nó mệt mỏi quá cũng đâu có ngồi nổi, thì thôi ngày qua mình thông cảm. Còn hồi tối này đó là ngủ ngon lành rồi. Có ngon lành không?
Ngon vậy lắm ha, nói có thấy gì đâu ngủ. Cúp điện có thấy đường đâu ngủ. Thì thôi con biết là sáng nay chắc có lẽ là quý vị mình cũng đã lấy lại sức khỏe. Mình cũng đã trải qua được 7-8 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe sau ngày hôm qua chúng ta hao mòn. Nhưng sáng nay là đã đầy đủ năng lượng rồi đó. Thì thôi mong là chúng ta sẽ ủng hộ đạo tràng cho nó được viên mãn trong cái buổi hôm nay. Thì thưa cô bác, bây giờ con nói ví dụ như ngày mai này đó, nếu mà chúng ta muốn có một cái buổi mà nghe giảng, nghe thuyết trình, nghe chia sẻ Phật Pháp hay có đồng đạo đông mà niệm Phật như thế này, con nghĩ không còn đâu. Vì bữa nay niệm Phật tới trưa là mình đã xuống núi về hết rồi. Ngày mai là tới đoàn khác lên, mình đâu có được ở đây nữa. Cho nên lâu lâu chúng ta mới có dịp đi hành hương, đi núi, đi tham dự chương trình niệm Phật. Thì con nghĩ rằng mặc dù mệt mỏi, nhưng mà chúng ta phải hết sức là cố gắng quý vị. Bởi vì nghe đạo ở đây đó, không phải là cô bác mình chưa hiểu mà nghe, mà nghe ở đây giống như đó là một cái sự tu tập của quý vị. Quý vị đã từng học giáo lý, quý vị đã từng hiểu giáo lý, và quý vị cũng đã từng tu tập theo cái lời của Thầy. Nhưng mà chúng ta ngồi nghe đây giống như là cái công phu của mình vậy đó. Thay vì sáng mà mình cúng xong rồi chúng ta niệm Phật vài chục phút, nhưng mà bữa nay mình rút ngắn cái thời gian ngồi niệm Phật lại để dành cái thời gian để chúng ta chia sẻ Phật Pháp. Thì thôi giờ mình nghĩ là cái giờ này vừa ngồi nghe đạo mà giống như cái giờ mà mình ngồi niệm Phật vậy đó. Cái ông giảng viên ông nói mà mình tiếp nhận được thì tiếp nhận, không tiếp nhận thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đâu có lỗ phải không quý vị? À, nghe thì nhận được thì là nhận, không nhận được tôi cũng giữ cái vốn của tôi cũng ngồi đây niệm Phật, không có lỗ lã gì hết trơn á. Thưa cô bác anh chị em, để nói được rằng đó là Phật Pháp, chúng ta phải hết sức là trân trọng. Bởi vì cô bác mình còn nhớ đó, ngày xưa ông Tiên A Tư Đà đó quý vị, là một cái người đã tu hành chứng quả tiên rồi, tức là đã có ngũ thông, chỉ còn thiếu thông nữa là lậu tận thông, diệt hết phiền não, lọt ra khỏi tam giới, không còn sanh tử luân hồi. Nhưng ông chưa được cái thông này, tức là ông chỉ mới ngũ thông thôi, tức là vẫn còn sinh tử, nhưng mà thành một vị tiên có thể sống vài trăm năm hay về cõi trời sống tới vài vạn tuổi luôn. Nhưng mà khi ông biết thành Ca Tỳ La Vệ có thánh nhân ra đời, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta, tiền kiếp là Bồ Tát Hậu Minh ở cung trời Đâu Sức. Cho nên ông trở về đó, khi mà hoàng hậu vừa đản sinh xong, ông đến để mà ông xin xem tướng. Thì nhìn Thái tử là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp từ đầu tới chân. Và nhất là trên ngực của Thái tử có nổi cái chữ dạng. Cái chữ dạng này ở trong kinh định nghĩa đó là muôn hạnh tốt lành, hay là muôn đức tốt lành. Cái người tu hành nhiều đời nhiều kiếp, có được công đức vô lượng mới có được cái chữ dạng này. Cho nên ông nhìn tới là ông biết đây là thánh nhân chứ không phải người thường. Do đó mà ông ta cười rồi ông ta khóc. Khóc là gì? Sau này mình không còn nghe Phật Pháp. Cười là gì? Tất cả chúng sanh sẽ nhận được cái giáo Pháp này. Nhưng mà vô phước nên tuổi bấy phận tôi chứ chẳng có điều chi lo ngại. Cho nên chúng ta thấy là một cái vị tiên mà không nghe được giáo Pháp, Ngài còn phải khóc. Thì hôm nay con và tất cả quý vị chúng ta là người phàm, mình chưa có cái thông nào hết. Mắt mình cũng chưa có thiên nhãn thông, tai mình cũng chưa thiên nhĩ thông, tâm mình cũng chưa tha tâm thông, và thân mình cũng chưa thần túc thông. Rồi mình cũng chưa có coi như là thần túc thông, chưa có thể bay lại. Nhưng chúng ta lại gặp được ông Phật ra đời. Mà Thầy xác nhận là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật, vậy thì xuống đây. Giống như hồi tối mà cái chú giáo lý viên ông nói đó, mình gặp được cái ông Phật thiệt, cái hình thiệt quý vị. Cái hình của Thầy chụp hồi lúc Đức Thầy còn, coi như thân của Ngài nguyên vẹn luôn, giữa ra. Còn hình Phật này kia người ta vẽ, người ta quả này kia, đó là hình giả. Còn Thầy chúng ta đó là hình thiệt đó quý vị mình. Tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng là sân trình đáo lai. Nếu chúng ta tưởng thì giống như Đức Thầy kế bên mình. Trong cái giờ mà chia sẻ Phật Pháp thì lúc nào con cũng rất là trân trọng. Con nghĩ rằng nếu mà tâm mọi người thanh tịnh đó, thì sao quý vị? Sẽ có long thần hộ Pháp hỗ trợ mình. Thậm chí cái người mà đọc kinh, đọc giảng, Đức Thầy nói làm sao quý vị mình?
kệ kinh đọc tụng đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Mình đọc kinh đọc giảng mà thanh tịnh cũng có thần thánh ủng hộ, đó là châu ngọc và ngọc rất là quý báu. Ngày xưa đó quý vị, một cái dịp nọ trong tịnh xá, các vị sư sau khi mà thiền định xong rồi cái xả thiền ra bàn chuyện Phật pháp, cái lúc này long thần hộ pháp người ta tới, người ta hộ pháp. Cái mấy ổng mới tu đó đâu có biết chuyện Phật pháp nhiều, bàn chút cái hết rồi, hết chuyện đạo cái làm sao nó dạo qua cái chuyện đời. Cái nói là cái chuyện thế gian, ông kia nói tôi đâu phải bỏ đâu, hồi đó tôi cũng là công tử này kia giàu sang, tôi bỏ đi tu, giống như là Nan Đà đó, cũng bỏ gia đình sự nghiệp vợ con này kia. Cái nói qua chuyện đời hồi, cái sao giờ lên trên đầu của mình sao thấy nó ướt ướt này kia. Cái không biết nguyên nhân làm sao, cái bữa sau tôi hỏi Phật, Đức Phật nói hồi lúc mà mấy ông á ngồi mà nói chuyện đạo đó là long thần chư thiên người ta ủng hộ. Nói xong một hồi các ông quay qua mấy ông nói chuyện đời, cho nên người ta chán nản, người ta phun cái gì tức là khinh ván, phun nước miếng mà bỏ đi. Đó là câu chuyện trong kinh kể lại đó thưa cùng quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta lên trên núi, tức là một cái nơi hết sức là linh thiêng, mà mình lại ngồi trong đạo tràng nữa, thì con nghĩ đó là một cái điều hết sức là trân trọng và hết sức là đặc biệt. Thì thưa quý vị, đó là một vài lời để chúng ta nói lên cái tầm quan trọng của việc hộ pháp. Với lại con còn nhớ trong kinh còn kể đó, ngày xưa lúc Đức Phật thuyết pháp thì lúc này đó là chư thiên, loài người và kể cả các loài súc sinh đến để nghe pháp. Tại vì cái tiếng pháp, thuyết pháp của Phật đó không chỉ chư thiên và con người chúng ta nghe được, mà kể cả các tầng địa ngục, kể cả các loài chúng sinh cũng nghe được cái lời thuyết pháp của Phật. Lúc này có con sò đó quý vị, nó ở dưới ao nó bò lên để mà nó nghe Phật thuyết pháp. Lúc đó loài người vì chen lấn nhau để mà nghe pháp cho nên giảm đạp làm con sò này nó bỏ mạng. Nhưng mà nhờ cái công đức của nó mà tranh thủ lên để nghe pháp, bỏ cái xác sò làm sao sanh lên làm một cái vị thiên tử trên trời. Phải không? Chứ nếu mà nó không có cái tâm nghe pháp này, nó chuyển 100 kiếp con sò không biết lên lập người chưa. Mà nhờ cái tâm nghe pháp chỉ bỏ cái kiếp sò thôi, cái lên làm vị thiên tử. Nhìn xuống thế gian thấy mình là cái xác sò, tranh thủ dùng thần thông từ cõi trời trở lại thế gian hộ pháp Phật Thích Ca Mâu Ni và đứng lên pháp hội nói cho mọi người biết được tôi là cái xác sò. Nhưng mà nhờ cái tâm tôi hộ pháp mà bây giờ tôi được trở về cõi trời. Đó là một cái công đức rất là lớn. Vì vậy mà Đức Thầy đã nhắc nhở chúng ta trong quyển 5 đó là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Thì thưa quý vị, đó là một vài lời để chúng ta động viên cùng với nhau trong cái giờ chia sẻ Phật pháp. Thì mình phải hết sức là cố gắng, cho dẫu mệt mỏi thế nào chúng ta cũng cố gắng. Trở lại trong cái thời gian còn lại để chia sẻ cùng cô bác mình, thì con xin phép chọn ra một cái chủ đề để đi chia sẻ cùng cô bác anh chị em. Chứ mình không có nói theo cái kiểu mà nhớ đâu nói đó, người ta gọi là bắt hoàng bắt niễn đó. Thôi giờ mình nói có chủ đề để cô bác mình, con cũng dễ nói mà cô bác mình cũng dễ nghe. Thì bây giờ con nghĩ là nhiều lần chia sẻ Phật pháp thì con thấy cũng có rất nhiều cô bác anh chị em chúng ta là nhiệt tâm để mà hộ pháp. Do đó mà con cũng nảy ra một cái ý, con sẽ nói chuyện cùng quý vị một cái chủ đề, một cái ý là mang cái tên đó là tập hạnh lắng nghe. Bây giờ mình sẽ giải thích cái chủ đề này như thế nào, tập hạnh lắng nghe là như thế nào. Các bác mình tập hạnh đó, thì cái chữ hạnh đó thì Đức Thầy có định nghĩa đó quý vị, hạnh là đức tánh phải không đó. Hạnh tức là cái nết, cái tánh của mình. Thì tập hạnh tức là chúng ta tập cái tánh, tập cái nết, lắng nghe những cái lời hay tất cả những cái điều tương quan trong cái cuộc sống này. Bây giờ chúng ta trở lại định nghĩa chữ nghe là gì. Chữ nghe thì mình đã hiểu rồi, đã rất là dễ rồi, nó không có khó gì hết. Nghe tức là chúng ta lắng nghe được cái từ cái lời nói hay những cái âm thanh bên ngoài, những cái gì mà bên ngoài đưa đến chúng ta mà chúng ta tiếp nhận được gọi là nghe. Nhưng mà theo Hán học cái chữ nghe đó là nó là cái chữ văn đó quý vị. Văn tức là nghe. Cô bác mình còn nhớ ở trong 24 câu chú thường niệm, ở trong đó có hai cái bài chuông là tỷ dụ nói lên cái lời thuyết pháp của Phật đó. Là trong hai cái bài chú này đều có chữ văn hết. Văn tức là nghe. Cái bài thứ nhất: văn trung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục sức quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Mà dịch ra đó là: nghe chuông phiền não tiêu tan,
Bồ đề tâm ở trí toan huệ màu. Phải có chữ nghe phải không quý vị? Nên bữa nay mình nói cái đề tài lắng nghe thì những cái câu chứng minh sẽ có chữ nghe. Chừng nào mà con chứng minh mà không có chữ nghe là biết lạc đề rồi đó. À, nghe chuông phiền não tiêu tan, bồ đề tâm ở trí toan huệ màu, lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm, nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng hết lâm tai nạn. Đó là cái bài thứ nhất. Cái bài thứ hai đó là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết di ưu ám tất giai văn. Văn là nghe đó. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Đức Thầy mới dịch ra nè: nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành, nghe rồi thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Vậy thì hai cái bài chuông này đều có chữ nghe. Chữ chuông này nói theo cái nghĩa đen đó là một cái vật để dùng công phu trong chùa. Có ba loại: tiểu hồng chung, trung hồng chung và đại hồng chung. Tức là mỗi sáng và 4 giờ sáng là chùa, hay là 5 giờ chiều là chùa, công phu lên, giọng chuông lên, để cho mọi người nghe được cái tiếng chuông mà trở lại cái giờ công phu quý vị mình ơi. Mà mình nghe tiếng chuông cái tâm mình thanh tịnh, phải không cô bác anh chị em? À, mà ở nước Việt Nam mình có một cái chuông rất là lớn đó quý vị mình, tức là để tại chùa Thiên Mụ đó, nặng là 2845 cân. À, nhưng mà bây giờ cái thời nhà Nguyễn nghe nói là nó bị mất tiếng rồi. Tức là một cái buổi nọ sau khi buổi sáng giọng lớn quá, cái ông vua Gia Long ông ngủ, lúc đó ông còn ngủ say quý vị mình, cái ông nói sao cái chuông chùa bữa nay giọng lớn quá. Vậy mà từ đó trở về sau cái chuông nó không kêu luôn, bị ông này là trơn mạng thiên tử. Bây giờ nếu có dịp mình ra Quế vẫn còn cái chuông đó, nhưng mà bây giờ không có giọng nữa, để đó làm kỷ niệm thôi. Ngoài đó mới có câu đó là: gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ mà canh gà thỏ xương, mịt mù khói tỏ ngàn xương, nhịp chài yên thái mặt gương tây hồ. Không biết sau này cái mấy cái anh mà sỉnh sỉnh của mình chế lại, nó gió đưa cành trúc la đà, dao răm nó hại con gà chết tươi. Cái câu tay vậy mà sửa là đành đoạn quý vị. À, chúng ta nói cái đó là cái sự, tức là tiếng chuông, tức là chúng ta nghe tới là tâm của chúng ta phải hướng về với đạo. Còn bây giờ chúng ta nói về lý chuông là cái gì? Là cái lời thuyết pháp của Phật, cái lời thuyết pháp của Thầy đó quý vị. Cho nên hồi sớm cái bài đó, nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, tức là cái lời thuyết pháp của Phật của Thầy mà vang lên một cái là thông các cõi luôn. Mình ở đây mình nói đây đằng kia không nghe rồi, phải không? Mà Phật Thầy nói lên cái là thấu luôn 30 tầng trời, thấu luôn 10 tầng địa ngục. Gọi là phạm âm đó cô bác anh chị. Cho nên cô bác mình nghe ngày xưa Đức Thầy thuyết pháp, cái ông điếc mà còn nghe được, cái ông câm, ông đuôi gì cũng nghe được hết. Đó là ông Phật mới có công năng đó. Và Đức Thầy nói không cần nói máy mà nói bằng miệng, mà ai cũng có thể nghe được hết. Đúng với cái câu là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, nó siêu nó vượt hết. Thiết di ưu ám tất giai văn, thiết di là địa ngục á, ưu ám ở dưới mà văn là nghe luôn. Chúng ta thấy cái lời thuyết pháp của Phật rất là nhiệm màu. Vì vậy mà cô bác mình nghe cho khách thầy nói làm sao? Đại đồng chuông đạo bổn ngân, cho người say ngủ tình lần giấc mê, biết lo sửa kiến trồng quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Cho nên đại đồng là cái chuông lớn, là cái lời thuyết pháp của Phật đó, của Thầy đó. Bon ngân là cho người say ngủ, là cho chúng sanh mình đó, mình say ngủ là tỉnh lần giấc mê, mình nghe cái bắt đầu mình tỉnh lần rồi đó quý vị. Có tỉnh không? Nói tỉnh mới ngồi đây chứ không tỉnh nằm ngoài kia rồi. Sáng nay có một số ngồi đây, có một số nằm ngoài kia, nằm võng lắc lư vậy mà không chịu vô đây ngồi. Cái này có tỉnh đâu cái gì. Mà gần đây thấy ông Chính lần này lên, ông làm và cái kiển chỗ đây cũng đỡ, chứ lần trước ở đây võng nhóc hết trơn nè.
Ở trong đây thì 100 người ngồi nghe, bên kia 20 người ngồi văn vọng. Ra Đức Thầy nói cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Cái người tỉnh đó mới nghe pháp được cô bác anh chị em. Không tỉnh nghiệp lực nó lôi nó kéo. Ngồi hồi cái mỏi lưng, ngồi hồi cái buồn ngủ, ngồi hồi cái vọng tâm muốn đi ra ngoài. Cho nên đâu phải nghe đạo mà đơn giản đâu cô bác anh chị em. Chúng ta cũng phải có tu tập, cũng phải có cái sự quân tập. Và chúng ta cũng phải có cái sự mong cầu tiến bộ chúng ta mới nghe được. Không phải mình bán giấm khen chua, bán đường khen ngọt. Không phải nói gì đang lấy lòng quý vị cho quý vị ngồi lâu một chút. Nhưng mà thực tế là như thế. Cái người kém phước kém duyên là không có ngồi mà không có nghe được cô bác anh chị. Cho nên chúng ta nhớ trong kinh Phật ngày xưa có một câu chuyện, đó là bà Hoàng hậu Di Đề Hy, đúng vậy. Bà ta rất là muốn bộ Phật Pháp, ủng hộ Phật Pháp, là một cái vị hộ Pháp, gọi là Phật tử trung kiên đó. Lần nọ cái bà cùng với các cái người mà hầu cận của mình đó đến để mà nghe Phật thuyết Pháp. Thì bốn cái ông này là bốn cái người khiên kiệu đó, đưa bà tới rồi là bà đi vào tịnh xá, chứ bốn vị này không chịu vô. Nói thôi Hoàng hậu vô nghe để chúng tôi ở ngoài. Đó. Thì lúc này Đức Phật biết là còn bốn người ở ngoài. Cho nên Đức Phật thuyết Pháp xong, Đức Phật nói để ta ra ngoài độ bốn vị này. Thì Đức Phật ra cái gì? Trực tiếp ra luôn, lẽ ra là mình phải tới để mà nghe Đức Phật trực thuyết Pháp. Nhưng mà cái này Đức Phật phải thân hành ra ngoài để gặp trực tiếp bốn vị này. Mà bốn vị này kém duyên đến nỗi quý vị mình ơi, là Đức Phật ra đối diện với mấy ổng, cái mấy ổng quay lại. Đứng bên trước mặt thì quay sau lưng, đứng bên trái thì xây bên phải. Tức là kém duyên tới cỡ đó đó cô bác anh chị em. Cuối cùng đó Đức Phật có thần thông đó, quay hướng nào cũng gặp Phật hết trơn. Đức Phật là thần thông phải Phật muôn nghìn, giống như cô bác mình xem phim Tây Du Ký nọ ông tài thôi, mà lúc mà tâm tạng đuổi ông đi đó, đuổi ông đi cái ông lại thầy tạ ơn đặng mà ông bay về động thủy liêm, cái lại tâm tạng còn dặn lại cái ông quay, phải không, mình nhớ đoạn đó phải không, mà quay hướng nào cũng có ông tài chứ. Cuối cùng ông tài cũng lại được tâm tạng rồi bay về thủy liêm động. Thì Đức Phật cũng vậy, ngài dùng thần thông làm quý vị này quay đâu cũng gặp Phật ha. Gặp bệnh kiểu đó chắc thôi mình quỳ xuống mình lại mình nghe pháp đang tu không, mà ngoan cố úp mặt xuống đất. Nghĩ vốn hướng gặp úp mặt xuống đất luôn. Lúc đó Đức Phật đành bó tay vào tịnh xá, độ không được. Thì lúc đó A Nan mới hỏi Phật cái duyên do nào mà mấy người đó lại kém duyên với Phật dữ vậy Phật. Đức Phật nói các vị đó không phải là người thường, cũng là cái người tu mà tu giả. Tiền kiếp đó Hoàng hậu Di Đề Hy là một cái người thí chủ ủng hộ Phật Pháp. Bốn vị này đó là không có chịu làm, không có chịu lao động. Nghe nói cái người tu được người ta ủng hộ, cho nên phát tâm tu mà tu không có thiệt. Bốn ông vô trong cấp ở được cung cấp đầy đủ, mà ba ông ở trong còn ông canh cửa. Hễ mà thấy mà bà Hoàng hậu tới cái rồi bà tới rồi, tranh thủ ngồi thiền. Tới chừng về cái ngủ khò. Do cái nhân mà tu dối đó quý vị, mà mất duyên với Phật Pháp luôn. Cho nên kiếp cuối cùng gặp Như Lai mà cũng không chịu giác ngộ tu hành. Do đó mà chúng ta thấy cái nguyên nhân của cái người tu dối rất là nguy hiểm. Thà chúng ta tu kém thì mình chứng kém, tu dở thì chứng thấp. Nhưng mà tu dối là rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Thầy xác nhận là tu thật tâm thì được thảnh thơi, còn tu giả dối thì sao quý vị? Thì lao thì lý. Vậy thì thưa cùng quý vị, đó là chúng ta nói lên cái lời thuyết pháp của Phật, của Thầy. Đức Phật, Đức Thầy có một cái công năng siêu việt như thế. Hai cái bài chuông là đều có cái chữ văn, tức là đều có cái chữ nghe. Chúng ta nghe được cái lời của Phật để chúng ta phát tâm mà tu hành. Đại đồng chuông đạo bon ngăn. Mình nghe tới là bắt đầu cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Tỉnh thì bắt đầu mình làm gì? Biết lo sửa kiển trồng quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Giờ mình lo tu tức là mình sửa kiển, mình trồng quê rồi nè cô bác mình, phải không? Còn cái người ta không chịu tu là người ta không có sửa kiển, mà người ta cũng không có trồng quê, tức là trồng qua gì hết trơn á. Mà lời xưa nói nè, trong nhà muốn có hoa thơm, không trồng chẳng tươi hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ muốn để thờ, chẳng lo cúng bái bao giờ trang linh.
Thành ra trong nhà mình cũng có củ quyền tam bảo bạn thiên, có trang có vậy đó chứ không có cúng gì trơn. Để trang khói lạnh tanh, bông qua thì để nó héo nó khô cho Phật làm thuốc, thấy không? Còn bàn thờ thì nhện văn bụi bám sằng xiên, sáng thời không nước mà chiều phiền vắng hương. Có nhà xem bắt sầu thương mình ngồi sai em nhỏ đốt hương sớm chiều. Vì mình nghe cái bài mà đồng đạo hay đọc đó, thầy đến vạch giá nó đói nhìn vạch giá khắp từ nhà. Bỏ đạo si đòi thảm giữ a, bàn Phật giữa trời mà hương không đốt, chung bông chung nước dẹp đâu cà. Bình thời Phật Thánh không ai tưởng mà hữu thực sự réo mời thảm giữ a. Đó là nói những người không tỉnh và chúng ta không tinh tấn, chúng ta bỏ cái chuyện tu hành nó cũ kỹ mà nó không được trang nghiêm như thế. Còn đồng đạo mình mà tu hành tinh tấn đó, nội lại nhà ta nhìn cái bàn thờ là ta biết rồi. Nhìn lư hương mà nó gọn khô đó không, bàn thờ bóng lưỡng này kia, dù không có bông thì nước cũng ngon lành. Còn kiểu nhìn lư hương đâu cũng tà là ra, nhìn là cắm đâu cả năm không chịu rút bớt. Còn là tam bảo của quyền đâu mà nó bụi nó lên cả lớp cái đó, mà giải hột cải tưới nước lên xanh âm luôn. Bỏ. Còn cái bàn thông thiên cũng vậy nữa, cất cái nhà ta là cả mấy trăm triệu cả tỷ đó, mà cái bàn thông thiên không dám bỏ ra vài chục triệu làm cho ngon ngon, lấy khúc gòn để ngang gì mà nó xịu xỏ hết trơn. Thành ra cái nhà mình bèo thì mình làm bèo, không ai nói cái nhà mình ngon thì phải làm cái cho nó ngon lên, phải không? À, cũng như cái ban trị sự này cắt lên cả tỷ gì, mình thấy mình nhìn cái bàn thờ không, bắn bay u này kia, bóng lưỡng này kia, với cái ban trị sự ngon lành gì mà lấy cái dáng gòn mà đóng cái tam bảo chết rồi, nó không có tương xứng. Thành ra có người ngộ nói tôi trở về tâm này kia, ở đó chạy theo tướng đồ, nói gì không được quý vị. Chúng ta trang hoàng cho sạch sẽ mà mình không có nắm bắt, mình không có chấp nó, đó là trở về tâm đó, chứ không nghĩa trở về tâm mà để cho nó lôi thôi, để cho nó lết hết là không phải. Làm tất cả mọi việc cũng như cái nghĩa vô vi đó, không làm nhưng mà không có việc gì không làm. Vô vi là vậy đó, làm hết nhưng mà không có chấp mới là vô vi. Chứ đừng nói là tôi không làm gì hết là vô vi. Còn mấy ông mà đi cứu trợ này kia làm tướng không à, cúng lại ngồi niệm Phật làm tướng không à, đi là tạo nên chương trình này tạo nên chương trình kia là làm tướng không à. Đó là những người người ta nói để bao che cho cái sự lười nhác của mình đó quý vị. Chứ thật ra vô vi tức là chúng ta làm tất cả các hạnh lành nhưng chúng ta không phe phang, chúng ta không chấp mắt, đó gọi là vô vi. Thì ở đây trở lại tức là biết lo sửa kiển trồng quê. Tức là bây giờ đồng đạo mình mà phát tâm tu tinh tấn là mình sửa kiển mình trồng quê rồi đó. Để sau này làm gì? Thơm tho gia trụ mà danh đề tổ tông. Sau này đó là mình thành công mỹ mãn tốt đẹp. Đức Thầy nói làm sao? Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Bây giờ mình lo tạo thì sau này mình phải hưởng thôi. Giống như cái người người ta đã cực khổ mấy chục năm làm ăn thì sau này người ta làm tỷ phú. Đâu ai đừng không nhảy ngang làm tỷ phú bao giờ. Thì hôm nay cũng vậy, đồng đạo mình chịu khó mỗi năm lên núi mấy lần niệm Phật, mỗi năm đi cứu trợ mấy lần, hằng ngày ở nhà mình cũng đi cầu nguyện, cúng bố thí, gieo duyên làm phước, hiếu thảo cha mẹ, đó là quý vị mình đã sửa kiển mà quý vị mình đã trồng quê rồi đó. Nhưng mà lúc mình sửa kiển trồng quê, cái thầy nói làm sao? Người ta chê, người ta khen. Mắt tình ai dèm phá tai tiếng, sửa tâm lành như miếng hoa thơm, đến chừng hoa nở nhị đơm, thì là trần thế mới hòm bẻ hoa. Bây giờ mình mới tu giống như mình tạo một cái miếng vườn, miếng hoa, miếng vườn, miếng ruộng của mình nè. Mà lúc mình trồng hoa, trồng cây, cái ta nói là sao? Ô, cái ông đó, ông trồng ba cái cây đó, không biết mai mốt có thu hoạch gì không? Bị người ta mới thấy cây, chưa thấy trái quý vị. Mới thấy cây, chưa thấy bông. Mà sau này nó ra trái, ra bông rồi, Đức Thầy nói là sao? Ta bây giờ tu niệm tầm thường. Là lúc này mình mới trồng đó, thấy cây còi cối à. Nhưng mà tới chừng ra hoa, ra trái, cái sao? Sao danh thể xạ hương khắp chốn. Vậy thì thưa tất cả quý vị, đó là chúng ta đã sửa kiển, chúng ta đã trồng quê, thì sau này chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp.
Thì thôi bây giờ trở lại cái ý tiếp theo đó. Vừa rồi là chúng ta nói lên là trong cái chữ văn này nó có liên quan tới hai cái bài chú, tức là Đức Thầy nói tới cái lời thuyết pháp của Phật, cái lời thuyết pháp của Thầy. Rồi bây giờ trong cái phán lắng nghe này, chúng ta cần phải lắng nghe những cái gì, những có bao nhiêu điều chúng ta phải lắng nghe. Bây giờ cái điều thứ nhất á, là nếu chúng ta là con thì chúng ta phải biết lắng nghe cái lời dạy dỗ của cha mẹ. Mà cái điều này Đức Thầy đã dạy trong cái ơn tổ tiên cha mẹ. Thầy nói là sao quý vị? Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ, sao nhắc coi, nghe lời. Đó, có chữ nghe phải không? Đức Thầy dạy mình phải ráng nghe lời cha mẹ đó, chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Đó là cái người biết lắng nghe đó. Bởi vì cô bác mình đã từng nghe cái câu là cá không ăn muối cá ương, mà con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mà chỗ khác thầy nói là cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dạy lâm đường trong gai. Chúng ta không nghe cái lời dạy là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và cái điều lắng nghe này đó, trong cái phần này là Đức Thầy nói nó có liên quan tới bên quý cô, quý chị mình nhiều nè. Cái câu nào? Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm. Hay là tam tùng dạng dữ, lập thân buổi này. Cái người con hiếu là, cái người nữ là phải biết lắng nghe cái lời dạy dỗ của cha mẹ và gìn giữ tam tùng tứ đức. Tam tùng là tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử. Tứ đức là công, dung, ngôn, hạnh. Mà ở đây cái bài này thì con nghĩ là nó thấp rồi, quý bác mình học thuộc lòng hết rồi phải không? Nhưng mà thầy luận giảng sơ đó. Cái câu trước là nghe lời cha mẹ căn thân, có chữ nghe. Tam tùng dạng dữ lập thân buổi này, chứng minh có chữ nghe mới được. Rồi thầy luận giảng về tam tùng tứ đức này quý vị. Công là phải sửa làm sao làm ăn các việc tầm phào chớ nên, mình là gái mới lớn lên đừng cho công việc hớ hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng, dầu cho mất chữ nghèo nàn cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói mặc dầu cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng pha ngang thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không? Ở cùng cô bác đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Vị đồng ý hôm nay đó con, quý vị mình đã tu Phật rồi, tức là con đường giải thoát. Nhưng chúng ta cũng phải biết đến cái đạo tam tùng tứ đức. Tức là cái người phụ nữ là phải công, là phải khéo léo đó quý vị. Dung là phải trang nghiêm. Ngôn là lời nói phải hiền lành. Hạnh là nết na phải đầm thắm. Mà lần đó có cái ông này mà mai là ông nam chứ phải nữ, là tao nói ông không có công, tức là không có khéo léo đó. Ông tu sĩ là làm sao ạ? Ông đồ ông bị rách đó quý vị. Cái ống quần bên đây nó bị xúc chỉ, cái ông lên mái mai ông đạp. Ông đạp sao cái ống này nó đắp qua ống kia. Giá mà còn bị không xong mà nó còn bị hư thêm. Thế vậy cái ông cắt cái nó lủng thêm lỗ bự hơn nữa. Mà mai ổng là nam chứ phải gặp nữ nên nó không có công rồi đó, tức là không có khéo léo. Vậy thì trong cái nghe này về nhân đạo là cái người con phải nghe lời của cha mẹ và chúng ta sống đúng theo cái đạo, là chúng ta đạt được cái nhân đạo mà Đức Thầy đã dạy trong quyển 3 đó. Tức là con phải biết nghe lời cha mẹ. Rồi bây giờ đến một cái lắng nghe tiếp theo nữa là mình nghe cái gì của bác anh chị em. Tức là khi mình phát tâm tu á, thì giờ mình nghe lời của Phật, nghe lời của Thầy. Phải không quý vị? Giờ mình tu mình phải nghe lời của Thầy. Mà chỗ khác Thầy nói làm sao? Ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó xa. Tức là hôm nay mình tu, đồng đạo mình tu phải nghe lời của Thầy. Đáng thôi tới việc kiếm Thầy không ra. Tới việc là việc gì? Việc gì mà tới đây? Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Đó, tới việc đó đó. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Mà giờ mình không nghe lời Phật, lời Thầy, tới việc kiếm Thầy không có được. À,
Bởi vì Đức Thầy nói làm sao quý vị mình? Bây giờ mà mình không có chịu cố gắng để mà tu tập lắng nghe thì sau này đó, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến. Sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Bây giờ năm nay đó, Việt Nam mình bùng phát dịch mấy lần rồi quý vị? 2 lần rồi. Thế giới bây giờ cái số lượng người nhiễm Covid đã lên tới cái số mấy chục triệu rồi. Số chết cũng rất nhiều. Giờ tình hình bây giờ bầu cử Đức Mỹ chiến này đó mà ông Trump mà ông rớt cái ông gì Biden gì ông lên đó ha. Kể như ông bị Trung Quốc khống chế là kể như Việt Nam mình tiêu nữa, khổ tới nữa. Bởi ông đó là ông là bên đà dân chủ, ông Trung Quốc nó tung tiền ra đó gì, khống chế hết. Thời Obama cũng vậy. Trung Quốc nó tiền nhiều lắm. Bây giờ là thế giới cũng rất là hồi hộp mà chưa biết kết quả thế nào. Mà trong cái linh cảm và cái bình luận là có lẽ ông Trump bị rớt, ông Biden chắc phải đậu. Bởi vì cái phe tà nó nhiều quá của bác mình. Thời mạt pháp tà cao hơn chánh, vậy đời mới tới, phải không? Chứ phải ông kia thì đâu có tới, ông này nó mới tới. Nên cái nghiệp quả chúng sanh nó mùi rồi, nó khiến vậy đó. Cô bác mình thấy ở đời không phải cái người chánh mà được đâu. Có khi cái người chánh phải bị lép vế vì cái tà nó quá đông. Giống như mình thấy mình đi ngang Châu Đốc và Chú Sứ không? Đông xèo xèo, ì ì đó, thấy không? Không thua lễ 18 tháng 5. Mà tới đó cúng gì? Cúng heo, cúng gà, cúng vịt, cúng mạng giá gian danh lợi không? Đâu có chánh đâu. Nhưng mà người ta vẫn theo rất đông. Nhưng mai hôm nay chúng ta được hướng theo con đường chánh. Vậy thì Đức Thầy nói là ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng tới việc kiếm Thầy khó ra. Tới việc khổ rồi đó mình kiếm Thầy không có được. Mà cái người nào kiếm Thầy được? Đức Thầy nói nè: học câu hỷ xã đại từ, nói gương nghĩa sĩ già tư chớ gần. Chưa bốn nam tàu bắc tàu tần, chúng sanh sáng nhớ thì gần cùng ta. Mình ra cái người nào mà tập được cái tánh mà từ bi hỷ xả đó, sau này gần cùng ta là gặp Thầy. Ai mà còn nóng nảy hung hăng quá đó là không có gặp Thầy. Nó chèn rồi sao không nóng được, còn nóng mà dán dằn xuống. Mình phải ráng từ bi hỷ xả mới được. Cái Thầy đó từ bi hỷ xả mới Phật ban phép lành đấy kia. Nhiều khi mấy ông đi dẫn đòn đi cứu trợ đi mà còn nóng thêm chứ ai. Lại tôi sắp xếp này kia không có chịu nghe, chen lấn. Nhất là bên nhà con cho gạo mấy năm nay rồi mà tới giờ chen gắn gần chết vậy, nó chen mình lọt ra ngoài luôn. Mình chịu đâu không nổi sân sao được. Phát một đời tâm mà nổi một đời gai không. Cho nên mình cũng còn di tế, nhưng mà cố gắng Thầy nó phải từ bi hỷ xả mới được. Phải coi như là ráng làm cái đó thì mới gặp được Thầy quý vị mình thôi. Cho nên các bác mình có nghe câu chuyện mà ông thầy thuốc chị bệnh cho ông tổ thầy thuốc. Chị bệnh cho ông tổ thầy thuốc đó. Ông Bảy này ông giỏi thuốc lắm. Cái bữa đó Đức Thầy biết cái tánh ông nóng. Thầy nói đâu bữa nay trong mình tôi không phải ông Bảy bắt mạch con ông Bảy. Cái ông Bảy giơ tay để lên tay Thầy, cái Thầy giật cho Thầy nóng quá. Cái lần thứ hai Thầy cũng giật tay Thầy nói nóng quá. Lần thứ ba Thầy cũng giật tay Thầy nói nóng quá. Cái ông biết Thầy muốn dạy mình gì rồi. Thầy nói dạ thưa Thầy, chẳng hay Thầy có cái gì chỉ con không, sao con để tay con 3 lần. Mà cái có gì đâu Thầy nói nóng. Cái Thầy thẳng như Thầy nói ở ngoài thì dễ nhịn, trong nhà khó lắm nghe ông Bảy. Ở trong nhà khó lắm nghe ông Hai, ông Út này kia. Là ông hiểu à. Tại vì ông tu ở ngoài thì rất là ngon, nhưng có một cái về nhà đó ông còn làm quyền cái gì. Ông hay lên mặt với vợ con này kia, ông còn nóng. Lần đó có ông này cũng vậy, bà vợ nó tới đó luôn 2-3 cái. Cái nhà ông bạc tay bà vợ. Tu hành này kia Thầy dạy mình phải dùng lời lẽ lời tiếng dịu dàng trong sạch này kia, mà ông nội cái người tu mà ta nói hơi nóng là kỳ, mà ông bạc tay bà vợ. Cái bà vợ bà khóc, bà nói ông ra đường ông tu quá sao về nhà ông giữ với tôi. Ông nói tôi tu với ai tu, tôi không tu với bà. Sao bà nói chạch bạc tay. Mà có không gì trong nhà người thân vợ chồng tu nhau, đôi khi ta lên nó banh tà hủ tiêu tương hột hoài. Mà có nhiều khi cái người chồng hay người vợ cũng không biết làm tròn bổn phận. Giống như lần đó hay như Sanh nói cái ông đạo mình đó,
tu vừa vừa cho vợ con nhờ. Nhà mình thì thiếu lên hụt xuống thôi, việc nhà quý bạn đã xong lo cho xong để làm từ thiện, tối ngày đi nhõng nhõng hoài. Này nói sao giống con quá ha. Tại mình không có đời mọt, cái có đời mọt cũng nguy hiểm mà. Lo tu không mà thậm chí tới chuyện nhà, chuyện cửa và bỏ luôn quý vị mình. Bỏ hết. Cái bữa đó phơi lúa đó quý vị, trời mưa này kia ngay cái giờ ông cúng chưa. Thôi ta xả giờ cúng ra, ta gom lúa vô cho vợ con đi này kia, bỏ lúa ướt luôn này kia. Vô bà kể lễ, bà la lối sầm này kia, cái than thỉ này kia. Cái bác hai nói thôi ông tu vừa vừa cho vợ con nhờ. Ông sợ xả ra nó hư cái thời cúng mà đâu phải như vậy. Ví dụ như mình xả ra cái chuyện không chánh đáng thì hư, còn cái chuyện chánh đáng mình cũng phải xả ra quý vị. À, còn cái kiểu mà hay nói hoài cúng mà dịch nó lội ngay mà kêu kia 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 rồi, cái đó nó không được. À, còn mấy cái chuyện cần thiết chúng ta cũng phải xả ra, chúng ta đừng có chấp cái chuyện vì một thời cúng mà làm hư tất cả các thời cúng khác. Thì cái điều đó là nó sẽ không hay, không đúng với cái tinh thần Phật Pháp. Thì đó là cái ý thứ nhất, là chúng ta mà tập được cái tánh từ bi hỷ xả đó là mình sẽ gần thầy, không còn nóng nảy mà mình mát mẻ, ngon lành cô bác anh chị em. Ai mà có chọc giận tới mình cũng cúi đầu A-di-phò-phò. Chứ mình không có sân nóng, có sân cũng sân hơi hơi mà mình cầm được, mình giữ được, chứ không để lộ ra ngoài. Rồi cái người mà tập thêm được những cái đức hạnh bố thí này kia đó, thì cái người đó sau này cũng có thể được gặp thầy nữa cô bác anh chị. Tức là chúng ta tập được những cái điều tốt đẹp thì sau này đức thầy sẽ độ mình. Lại đó là ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng tới việc là kiếm thầy khó ra. Mình không tu tập trước là tới việc chúng ta kiếm thầy không được. Đó là cái ý lắng nghe. Tiếp theo là chúng ta phải biết lắng nghe cái lời của thầy. Giờ nghe ở đây nó có nhiều bậc quý vị mình ơi. Cái người thượng căn á, thầy nói nè: nghe sơ lời lão can bài, tìm trong não óc gặp ngài bình an. Tức là cái người thượng căn đó là nghe sơ thôi, là hiểu là tu rồi. Giống như ngày xưa quý vị mình đọc là Pháp Bổ Đàng không? Huệ Năng đó, ngài đi ngang chùa Quỳnh Mai, nghe trong chùa các vị sư ngũ tổ tụng cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghe câu này thôi là ngài phát tính tâm và sắp xếp việc nhà, tìm tới chùa xuất gia tu hành liền. Hỏi con từ đâu đến? Nó dạ con từ xứ Lãnh Nam tới. Tổ nói người Lãnh Nam hung ác mọi rợ, làm sao mà tu được? Lúc này Huệ Năng trả lời: dạ thưa ngài, người thì có phân Nam Bắc nhưng mà Phật tánh vẫn đồng. Nghe câu này chưa tu mà trả lời kiểu đó đó quý vị. Thì tổ liền cho vào chùa, nhưng mà không cho lên trên học kinh kệ gì hết, mà cho ra ngoài sau giả gạo 8 tháng. Nhắc lại vậy thôi chứ kể hết chuyện này dài lắm nha. Và cuối cùng là ngài đã được ngộ, được tổ truyền y bát. Đó là nghe sơ, nghe có một lần thôi. Rồi mình xem chuyện Tây Du Ký quý vị, mình thấy lúc mà ông Tề đó, mà ông đi tìm thầy học đạo, cái ông lên cái núi đó, cái ông nghe cái vị nào mà người ta gánh đầu, mà ta hát cái bài ca gì đó quý vị, hát ớ ớ gì tiếng Tàu đó, không dịch là không nhớ nha. Cái ông tìm tới, ông hỏi chơi cái bài hát, cái bài thơ đó của ai vậy? Cái vị này nó của cái ông vị, ông Tổ Bồ Đề trên núi á. Mình sao ông thầy, ông nghe tới đó, ông thấp, ông thích cái câu này. Cho nên ông tìm tới ông Tổ Bồ Đề, ông học đạo sau này là có 72 phép. Nó đó cũng là nghe sơ là người ta ngộ rồi, ta thích, ta cảm nhận được rồi. Hay rất nhiều những người mà có cái tính tâm cao, chỉ cần nghe sơ là đã phát cái tính tâm sâu rộng và cố gắng tu hành. Thì hôm nay đồng đạo mình cũng vậy, chúng ta nghe được cái lời của thầy. Đức thầy nói sao trên thì nói Phật Pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, đó là người thượng đó. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị với trăm quan. Cho nên cái người thượng căn là nghe sơ là chúng ta đã tu hành và đi đến chỗ thành công đắc đạo. Rồi cái người mà trung căn, cái thầy nói mạnh hơn chút, thầy nói ráng nghe lời dạy của thầy là câu chứng minh hồi nãy. Rồi cái người hạ căn thì sao? Nghe rồi thì cũng phủi rồi, hoài thuyền trở lại mà bồi hồi sầu bi. Rồi lúc mà thầy đi dạo Lục Châu đó, thầy nói nghe cái ta phủi. Hay là giảng đạo tối ngày
mà chẳng ai nghe. Còn giờ mình này đấy, ngừng lâu lâu biết vỗ tay. Còn này con nói giảng đã hồi sáng giờ mà không biết có ai nghe không? Có không quý vị? Có. Vậy thì thưa cùng cô bác anh chị em, hôm nay Đức Thầy là một cái vị Phật đó, mà khi Thầy ra đời, những người thiếu căn thiếu duyên, người ta còn không có chịu nghe cái lời của Thầy. Mà ta thích nghe cái gì? Vì ta thích nghe đờn ca sướng hát. Mà Thầy nói cải lương tuần ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn, nhảy lui nhảy tới lăng xăng làm tuồng mèo mã thêm nhân cho đời. Mà giờ cải lương xưa lắm rồi, người ta không có nghe, không có coi cải lương nữa, mà người ta coi trên mạng không, ta coi trực tiếp luôn. Mà bây giờ con thấy cái phong trào này đó, là cái thời buổi này người ta bị cái vấn đề điện thoại là ảnh hưởng rất nhiều nghe quý vị. Buồn buồn cái chúng ta lướt Facebook, bấm coi này coi kia, coi này coi kia, mất hết thời gian. Còn khi mà chúng ta nghe Pháp á, thì nó thâm trầm, có khi cái tâm mình không tịnh mình nghe không được. Mà người ta coi hài, coi cái phim ảnh gì đó thì người ta thấy vui hơn, cho nên người ta đeo theo cái đó để người ta nghe. Mà nghe cái này đâu có lợi ích gì đâu, đâu có làm cho tâm chúng ta giác ngộ, đâu có làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Mà bởi vì cái mê nó đã lâu ngày quen rồi, cho nên người ta thích nghe và người ta thích xem những cái điều này. Còn trở về nghe đạo thì chúng ta phải cần có cái sự quân tập, phải cần có một cái sự là trao chuốt cho mình, thì chúng ta mới có thể nghe được cô bác anh chị em. Cho nên cái người tu mình cũng phải tập cho chúng ta thành một cái thói quen. Ví dụ mỗi lần mà cúng xong, đi làm công chuyện xong rồi, cúng xong ngồi niệm Phật xong, ra cái mình bắt đĩa thuyết trình, bắt đĩa đọc giảng của đại lo này kia lên, nghe nằm mà mình nó thanh thản tâm hồn, phải không quý vị? Giống Đức Thầy dặn hồi xưa đó, lúc mà chưa có băng đĩa thờ, hồi xưa Đức Thầy nói làm sao? Viết cho bà tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hà theo xem. Ra hồi xưa đâu có băng đĩa như giờ, cho nên đi làm ruộng rẫy là mình cũng đem giảng theo để mà mình xem. Mà xem để làm gì? Để mình học và chúng ta làm theo cái lời của Thầy. Tại vì Đức Thầy nói, ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời. Phải nghe cạn lời nghe, chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Phải nghe cạn lời mới được. Cạn tức là nghe cho tới nơi tới chốn đó cô bác anh chị mình. Còn nghe lưng lửng giữa chừng đó không có cạn đó. Còn nếu mà chúng ta nghe cho tới nơi tới chốn, vì Đức Thầy cho biết là dạy tận tường chẳng chút nào sai, cổ nhân tích để phân bài, đường trơn nẻo chánh mà âu ai ráng tập. Đó là trong ba cái ý: thượng căn, trung căn và hạ căn. Hôm nay cái người tu chúng ta khi theo đạo theo Thầy rồi, mình phải ráng nghe cái lời của Phật, ráng nghe cái lời của Thầy. Thầy là sư phụ của mình đó. Mà thường thường nó nói cãi Thầy núi đè à, mình có nghe không? Mình cãi Thầy là mình nguy hiểm. Nói tới đây con nhớ câu chuyện ngày xưa đó, ở trong chích một cái đoạn trong Thoát Vọng Tục Lỵ nghe. Ngọc Lâm đó quý vị, sau khi mà tu hành đúng cái duyên rồi, tới cái duyên để mà phổ quá, từ giả với sư huynh, sư phụ mình để mà đi phổ quá. Thì trước khi đi đó, ông sư huynh tặng cho ba cái túi. Cái túi thứ nhất, khi nào mà gặp nguy hiểm, mở túi thứ nhất. Khi nào mà thanh nhàn khó xử, mở túi thứ hai. Mở túi thứ ba. Cái lúc đó Ngọc Lâm đi ngang cái sông lớn. Thì đang đi giữa sông đó vậy, tự nhiên sóng to lớn nổi lên ầm 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 ầm. Lúc này ở trên tàu ai cũng quýnh quán hết trơn mà, sợ chìm tàu chết hết. Ngọc Lâm cũng quýnh quán, nhưng mà nhờ có tu cho nên ông ngồi niệm Phật, tham thiền này kia. Cái tự nhiên ông nhớ lại cái lời sư huynh, khi nào gặp nguy hiểm mở túi thứ nhất. Nói rồi lấy bủ bối ra xài. Sư huynh có tặng bủ bối cho mình mà. Bắt đầu mở cái túi thứ nhất ra, coi trong đó sư huynh viết cái gì. Ở trong đó để cái chữ là: khi thiên tử qua sông thì tứ hải long dương đến chào. Có sóng to gió lớn,
Hải Bảo Thiên Tử là viết cái chữ miễn triều cho treo ở dưới thiền thì tự nhiên sóng bình gió lặng. Sư huynh là ông thần thánh ông có biết vậy. Là sao ạ? Là ở trong chiếc thiền đó có ông vua ông đi chung, mà ông cải trang cái thường dân ai đâu biết. Cho nên ông vua ông đi qua sông, cho nên Tứ Hải Long Vương ta lên ta mừng rộng lên, nó mừng cho nên sóng gió. Cái Ngọc Nam nói dạ xin bệ hạ viết dùm cái chữ miễn triều. Ông viết cho tấm giấy cái chữ miễn triều, dán chữ thiền là tự nhiên sóng im lại liền. Nhờ ông sư huynh chỉ cho thôi, tiêu mạng rồi. Ông vua cũng tiêu mà Ngọc Lâm cũng tiêu luôn. Sư huynh là thánh nhân mà. Lúc đó ông vua ông nói cái ông sư này không phải ông sư thường. Mà hồi đó ông cũng kính trọng Phật Pháp rồi, mà bấy lâu nay ông lo cái chuyện nước không có quan tâm. Cho nên ông mới rước Ngọc Lâm về, bày tỏ cái lòng kính trọng và phong cho cái chức quốc sư là thầy để mà dạy đạo trong nước. Và ông cũng nói là lúc mà trẫm mới đăng cơ đó, trẫm có cái tâm nguyện đó là chấn hưng diệt nước 10 năm, hoằng pháp 10 năm. Bây giờ đó ta sẽ thực hiện cái tâm nguyện hoằng pháp 10 năm, tức là cho Ngọc Lâm làm quốc sư để mà giảng đạo cho cả nước cùng nghe. Thì quý vị mình biết là lúc đó Ngọc Lâm được thuyết pháp, được gieo duyên với tất cả những người quyền quý, độ được rất nhiều người. Thì thời gian trải qua cũng gần 10 năm quý vị. Cái lúc này ông thấy ông vua làm như cái cũng hơi chểnh mãn, bị ông hứa là chấn hưng Phật Pháp 10 năm mà. Thì giờ gần đúng 10 năm rồi, thì giống như xong cái tâm nguyện ông rồi, thì ông lo việc nước 10 năm. Cái ông Ngọc Lâm ông sợ đây mà nở lại đây lâu ngày giống như khách mà giống như bị không có được xem trọng, thì thấy nó cũng hơi mà không biết khó xử như thế nào, không biết đi hay là ở. Cái lúc này á, ông nhớ tới cái lời của sư huynh thì mở cái túi thứ ba, không biết làm sao ở đây hoài thì sợ nó nhàm, mà có nên đi hay không đi thì khi mình phạm thượng khi quân này kia. Thì ông mở cái túi thứ ba của ông sư huynh ra, giống như ngày xưa ông Trương Lương đó quý vị, khi mà giúp hớn bái công xong rồi là ông lui về liền. Hy di bất thị công thành như bất sử, mà kỳ bất dục kiến hiền. Hy di bất thị là làm mà không kể công, thành công rồi không ở đó hưởng thụ, mà không cho người ta biết cái hiền tài của mình. Cho nên Trương Lương là rút về núi và tu hành, sau này chứng thành quả tiên. Còn Hàn Tín ở đó hưởng cái công của mình, cho nên cuối cùng Hàn Tín bị chết. Thì Ngọc Lâm cũng vậy, ông ta nhớ tới cái chuyện này, cho nên ông lấy cái túi thứ ba sư huynh dặn mình. Thì trong đó ông sư huynh ông để một cái chữ đi rất là lớn, là bảo Ngọc Lâm phải rời khỏi hoàng cung, đi không ạ, buông, tức là hồi nào giờ làm quốc sư bây giờ phải buông để trở lại một cái người tu hành bình thường. Cho nên lúc này là ông lặng lẽ rời khỏi hoàng cung để giống như cái lời dặn dò của thầy mình. Thì cuối cùng là được ông sư ông kính trọng vô cùng. Đời nó vậy đó, vậy mình độ ai xong rồi thì sao, lui. Ở đó thời gian đây ta tu học ta còn thông hơn mình nữa, sao được. Giống như ông đạo đó dẫn đòn đi, cái lợi phiên cô kia, cô ơi dán ăn chay này kia, hỏi là người ta ăn chay 20 năm chả ăn mới 10 năm. Mới 10 năm đi ra làm đạo, cô kia ta tu 20 năm rồi mà tại người ta không có dọn cái tướng đạo thôi, ta tu 20 năm. Hỏi tới hỏi luôn, người ta cúng 4 năm thờ chả cúng có 2 thời. Hỏi tới hỏi luôn, người ta làm phước tháng mấy chục triệu, ổng không có làm chịu nào chứ. Toàn bỏ công ra đi, giống như con chút ẩn này kia, bỏ công ra đi thôi bằng ta đâu. Mà khuyên mà lên này nọ. Cho nên có khi quý vị mình thấy đơn giản vậy đó, mà cái người đó người ta tu ngon hơn mình. Vì vậy mà cái người tu mình vậy đó, làm xong bổn phận là phải đi. Và cái ý này nó cũng thuận theo ngày xưa Đức Phật dạy các tăng sĩ đó. Khi đi khắc thực, không được quyền khắc thực ở cái nhà nào mà liên tục quá 3 ngày. Ví dụ ngày thứ nhất, ngày thứ hai là phải lui. Dù vài bữa sau trở lại thì được, chứ liên tục 3 ngày Phật không cho phép. Lý do? Khắc thật 3 ngày cái nó sanh ra cái tâm luyến ái à. Đúng không quý vị? Thành ra con mới nhớ câu chuyện hồi xưa chú Tư Đậm, chú mất rồi, chú kể câu chuyện để đời, chú kể câu chuyện mà gói xôi đó. Hồi đó chú là tu sĩ. Cái tu sĩ thì cũng nghèo, chú Tư Đậm xưa nghèo lắm, cái nhà có ông 10 người ngồi cũng chẹt, gọi ông là Nhan Hội 2 đó. Ông tu vô sản, không có tài sản đi thuyết pháp, đi đồng với đồng đạo này kia thôi, không có tài sản chứ. Giống như chị Ba Dung mình giờ vậy đó, có cái cốc vậy thôi, không có gì chứ. Cái mà cái cô đó, cô tốt bụng thấy tu sĩ nghèo, cái sáng nào cũng đi thuyết trình này kia, nói chú anh Tư ơi, sáng nào anh đi anh ghé đi,
tôi cho tặng anh gói soi gieo duyên, hùng với anh này kia, anh nói chuyện cho bà con ta nghe tôi hùng rồi. Cái lần thứ hai, lần thứ ba vài bữa cái sáng nào ông cũng nhớ gói soi chứ. Ông nói thôi vậy là không được rồi. Qua bữa sau cái chạy ngang kia, bữa nay tôi ngán sôi rồi. Ăn hủ tiếu. Là biết cái tâm mình bữa nay liếng rồi đó. Tự nhiên cho ăn sôi 2-3 ngày, cái sáng sáng cái bắt nhớ cổ. Đúng không quý vị? Đừng nói ai xa, nói gần, nói xa, không qua nói thật, nói con nè. Cái chuyện này có thể bị lâu lâu cái con bị nhà mình thì mình cũng tu sĩ sống như mẹ, mình cũng phải mua đồ ăn, đồ uống này kia. Cái xa, lâu lâu cái con hay ra đường, con đón con mấy cái xe đẩy rồi đó con mua. Thì cũng có nhiều cô lắm, tự nhiên cái mua cái xe của cô đó mà mua liên tục 2-3 ngày vậy, cái bữa sau ra cái gặp cái bà kia đẩy không chịu mua học. Để tôi chờ cô kia. Cái con nhớ tới cái chuyện gói sao con nói chết mày nghe. Chết mày nghe. Là ba bữa sau con không có mua cái xe cô đó nữa. Cái tâm mình nó ngộ lắm, mình mua bán cái làm ăn ai thời gian nó sanh cái tâm liếng quý vị mình. Thì đó là để chúng ta kinh nghiệm trong cái việc tu hành của mình, nó là như thế đó quý vị. Tức là không để cho cái tâm mình nó liên ái. Rồi thôi bây giờ trở lại cái ý hồi sớm đó, là con nói là mình phải ráng nghe cái lời của thầy quý vị. Giống như Ngọc Lâm đó, là phải nghe theo cái lời của sư huynh căn dặn ha. Chứ nếu không có sư huynh là thua rồi. Hay là Tôn Tẩn ngày xưa cũng vậy. Lúc mà xuống núi cái ông thầy ông tặng cho chữ cuồng, tới chừng gặp tai nạn á, mở ra là thấy ông thầy ông dặn chữ cuồng, cho nên ông ta giả cuồng mới thoát được bàn quyên. Thì hôm nay đó, đồng đạo mình phải ráng nghe cái lời của thầy. Bây giờ cái dạy của thầy thì nó nhiều lắm, bây giờ mình nghe cái gì? Bây giờ mình tóm lại là những cái gì cần phải nghe. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc á phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Cái này tuyệt đối phải nghe nghe quý vị, đồng ý không? Rồi điều thứ nhì là ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiểm sốt sáng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, mà lợi dụng tiền tài và đành quên nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Cái này có tuyệt đối phải nghe nghe quý vị. Nghe thì một tràng pháo tay. Rồi điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều này cũng tuyệt đối phải nghe. Tròn pháo tay. Rồi điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Cho chàng phó tay. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ xài được. Hãy để tiền ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chơn chánh, bỏ tất cả sự di đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Vì trong rất nhiều cái điều Đức Thầy dạy có thể chúng ta không làm hết, nhưng trong 8 điều răn cấm này là người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải cố gắng làm cho bằng được. Bởi vì 8 điều răn cấm mà Đức Thầy đã nói bên trong câu chuyện bên Thầy là sắp một bài toán cộng, 8, con số 8 sẽ cộng ra thành 1.000. Tức là cái vị tỳ kheo là người ta giữ 250 giới, cái vị ni bên nữ là người ta giữ 348 giới, mà Bồ Tát là giữ 1.000 giới, mà 8 điều răn cấm của Đức Thầy
cộng ra là 1.000, tức là tín đồ giáo hảo mà giữ đúng 8 điều răn cấm là chúng ta tu cái giới luật của Bồ Tát hạnh. Chứ đừng có nghĩ là Đức Thầy dạy mình tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, không có. Đức Thầy dạy chúng ta thành Phật đó quý vị, là thành Bồ Tát luôn đó. Bây giờ Đức Thầy nói sao? Quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, tức là chúng ta phải tu thành Phật, nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng hết lâm tai nạn. Vì tóm lại cái nghe rất nhiều, nhưng chúng ta phải cố gắng nghe cái điều đó. Và để kết thúc lại, Đức Thầy dặn chúng ta nghe những cái gì nữa cô bác mình? Tức là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày dài gặp ta. Tức là chúng ta phải nghe theo cái lời của Thầy. Nhiều câu lắm sao giờ quên bớt à. Thì thôi, giờ đây chúng tôi xin tóm lại cái chủ đề chia sẻ cùng quý vị là cái ý nói về chữ nghe. Thì sớm giờ chúng ta đã trình bày rất là nhiều ý để chúng ta nghe theo cái lời của Thầy, của Phật. Thì nếu như hôm nay tất cả quý vị nghe theo cái lời của Phật, của Thầy, thì chúng ta là một cái người con ngoan, một cái người tín đồ ngoan đạo, để Đức Thầy chúng ta vui dạ, tức là trao thân phận rạng danh hiếu đệ, thỏ dạ Thầy nơi chốn mây rồng. Tức là chúng ta làm theo cái lời của Thầy thì Thầy rất là vui, và chúng ta cũng thành tựu được cái đạo hạnh của mình.